Hai anh em này, anh mà không bảo được em thì anh phải dọn. Nhìn đây, em làm cái gì đi xuống mà nhà đầu tiên trông này thôi mà đi ra nhìn này, cả một cái cảnh tượng tan hoang hết luôn như thế này, có chấp nhận được không? Có chấp nhận được cái cô em này không anh Hưng? Hả? Cô em phá hết đồ ra như thế này, nhà cửa ra như này luôn. Đấy, bây giờ Trang Trang dọn hay là anh Hưng dọn? Nói xem. Trang, ôi sao đây búng đầu em thế? Rồi ôi. Nhớ. Trang, bố ạ. Lại gặp tiếp. Nào, thư nào. Ờ, xanh yêu quá, tao muốn là vợ Không, hả? nhưng mà nhá, nếu mà em Trang này mà có một không gian để cho em cứ nghịch như này thoải mái thì hay nhỉ. Nghịch thoải mái luôn. Thế mẹ nó định để cho bao nhiêu tiền giấy cho chơi Không, ý là cái này để cho em chơi tiếp rồi bỏ. bỏ luôn Ừ, bỏ luôn chứ. để cho em chơi tiếp rồi bỏ Ừ. Thì đồ chơi của em mà. thì để cho em một cuộn thôi, Sợ ghê nhỉ. nhưng mà nó rơi hình như rơi trong nhà vệ sinh ra đúng không? Không, kia kìa. Trong cái túi để kia. Ghê thật, ghê thật. Đấy. Cho nó tụ tập hết về một chỗ. Tất cả là do anh Hưng này không dạy em. Cô đâu? Đấy, cãi trừ 20 điểm. Mẹ phải dậy. Vẫn còn cố tình chưa bị ăn đòn vào đít, vẫn còn cố tình chơi tiếp. Em bảo là mình vô tư có gì đâu nhà, mình nghĩ đồ chơi của mình mà bình thường. Y như